Hello, Bà Loan và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 22 tháng 11 năm 2021. Kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ mới thật là nhiều niềm vui và luôn gặp những điều may mắn. Bé gái 9 tuổi tay không đánh cướp để cứu mẹ. Tin từ California, hàng chục kẻ cướp phá cửa hàng Donald Trump ở California. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu xã hội trị giá 1,75 ngàn tỷ. Chú chó sở hữu ngôi biệt thự trị giá 31,75 triệu và đang rao bán. Mỹ đã úp mở máy bay không người lái, bí mật có thể mang 16 tên lửa Hellfire. NASA đang tìm cách xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên mặt trăng. Quan chức truyền thông của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đã đồng loạt từ chức. Hãng hàng không lớn thứ hai của Iran đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng. Taliban yêu cầu ngừng phát sóng các chương trình có diễn viên nữ. Một vlogger của Trung Quốc đã bị quán ăn buffet cấm cửa vì ăn quá nhiều. Hai con tin trong nhóm truyền giáo bị bắt cóc ở Haiti đã được thả. Từ Việt Nam, đoàn du khách quốc tế với giấy thông hành vaccine đầu tiên đến Phú Quốc. Thùy Tiên và nhiều thí sinh bị ngộ độc trước vòng thi bikini tại Miss Grand International 2021. Thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay, bé gái 9 tuổi tay không đánh cướp để cứu mẹ. Một bé gái 9 tuổi ở tiểu bang Florida mới đây đã được cảnh sát ở địa phương khen ngợi là anh hùng sau khi đã dám đánh vào mặt tên cướp trong lúc nghi phạm đã lấy cắp cái bóp tiền từ mẹ của bé gái. Tờ New York Post vào ngày 21 tháng 11 đã đưa tin cảnh sát thành phố West Palm Beach thuộc tiểu bang Florida vào ngày 18 tháng 11 đã tôn vinh bé Junie Nelson vì sự can đảm của bé trong một vụ cướp xảy ra bên ngoài một siêu thị địa phương vào ngày 2 tháng 11. Cảnh sát đã trao cho bé một huy chương, một chứng nhận và một thẻ mua quà. Một đoạn video từ máy quay giám sát an ninh cho thấy Junie cùng mẹ là cô Daniel Mobley đã đi bộ ra xe của họ ngay tại một cái bãi đậu xe để mà bỏ những cái thứ đồ họ mua được ở trong siêu thị lên trên xe. Thì khi đó có một người thanh niên 29 tuổi được xác định tên là Demetrius Jackson đã bất ngờ tấn công và đè lên cô Mobley, đè cô xuống đất để mà cố giật cái bóp của cô. Thì ngay lập tức cô bé đã giúp mẹ và chạy tới đánh tới tấp vào mặt của tên cướp. Wow, quá dữ. Đứa bé nói là cháu đã chống lại, cháu phải cứu mẹ của cháu. Bé Junie nói với cái người phóng viên của đài truyền hình, sau khi mà bị tên cướp đẩy ngã trong một cái cuộc giằng co thì bé Junie là đứng dậy và rượt đuổi tên nghi phạm một đoạn đường cho đến khi mẹ kêu lại. Jackson. Sau đó thì tên cướp là Jackson đã chạy mất cùng với lại cái bóp của cô Mobley. Thì trong bóp chỉ có 40 đô la tiền mặt, một cái điện thoại di động và một số cái thẻ ngân hàng và một vài thứ lặt vặt khác. Sau đó 2 ngày thì Jackson đã bị cảnh sát bắt và bị khởi tố về tội cướp giật tài sản và hành hung. Wow. Quá anh hùng luôn. Mình thấy sao mà can đảm ha, một cái người 29 tuổi với một đứa bé có 9 tuổi thôi mà dám chống lại. Đúng là tình mẫu tử, cỡ nào cũng thương, liều thân, quá thương mẹ, quá thương mẹ. Mà không có sợ một cái người thanh niên to lớn như vậy, đúng là anh hùng luôn á nha. Quá anh hùng, quá không, giỏi. Nhưng mà thật sự là cũng may mắn là cái người mà cướp giật này nè, hắn chỉ muốn cướp giật đồ thôi. Đúng rồi. Chứ không, hắn không có muốn gây hại tới cái người bị hại. Một cái điều cũng rất là may mắn. Chúc mừng cho cô bé cũng như mẹ của cô bé. Nhưng mà qua chuyện này thì các bé đừng có nên như vậy. Tại vì rất là, đây là một cái điều may mắn thôi. Thì nếu như mà quý vị có con nhỏ cỡ đó thì đừng có khuyến khích con mình làm như vậy thôi. Rất là nguy hại. Cho tại vì nó giật cái bóp, nó giật cái bóp đi đi. Chứ mà con của mình lỡ có chuyện gì mệt lắm. Đừng có kiểu mà biết là anh hùng, nhưng mà đừng làm, làm mất công lắm. Tin từ California, hàng chục kẻ cướp phá cửa hàng Donald Trump ở California. Cảnh sát ở Walnut Creek, California cho biết hàng chục kẻ cướp đã tràn vào một cửa hàng Nordstrom và lấy trộm hàng hóa vào đêm thứ Bảy trong một cuộc đột kích chỉ diễn ra trong vòng một phút. Người phát ngôn của sở cảnh sát đã nói rằng có khoảng 80 người đã cố xô vào cửa hàng ở Broadway Plaza của thành phố và họ nói rằng một nhân viên đã bị xịt hơi cay và hai người khác đã bị đấm. Cả ba người đều bị thương nhẹ và đã được điều trị. Người phát ngôn cho biết các nghi can đã ra vào cửa hàng, mở cửa vào thời điểm đó trong vòng một phút, đồng thời cho biết thêm rằng một lượng hàng hóa chưa được xác định đã được lấy đi.
Jody Hernandez là một phóng viên của NBC Bay Area ở gần cửa hàng. Khi mà cuộc đột kích này diễn ra thì cô đã tweet rằng cô thấy khoảng 25 chiếc xe hơi đã chặn đường trong vụ việc này. Những người trên chiếc xe này đã lao vào cửa hàng và nhảy trở lại xe của họ trước khi phóng nhanh với hàng đã đánh cắp. Và cô nói rằng là cô biết có vẻ như hầu hết những kẻ cướp đó đã chạy trốn được. Và một đoạn video mà cô quay tại hiện trường cho thấy là các nhân viên cảnh sát đã bắt và còng tay một số được gọi là bọn cướp bóc. Một nhân viên cảnh sát cũng có thể nhìn thấy đang chĩa vũ khí vào một người trong những người lái xe. Brett Barrett là người làm việc tại một nhà hàng gần đó, nói với đài truyền hình rằng anh ta đã nhìn thấy khoảng 50 đến 80 người đeo khẩu trang và mang xà beng trong cái sự việc này. Anh này nói là tôi bắt đầu phải khóa cửa trước cửa sau. Bạn không biết là họ có thể sẽ vào đây bất cứ lúc nào. Ba người đã bị bắt liên quan đến vụ việc cho đến nay. Cảnh sát cho biết hai người bị bắt ngay sau đó vì tội cướp giật, chửu mưu, trộm và tàn trữ tài sản trộm cắp. Một trong hai người đó có súng và đang đối mặt với cáo buộc về vũ khí. Cảnh sát cũng cho biết thêm, người thứ ba đã được tìm thấy không lâu sau vụ việc và cũng đang đối mặt với cáo buộc. Cái này là một group có chủ đích, có coi như là có bàn bạc trước rồi. Dừng xe là một cái là nhào vào trong vòng một phút thôi quý vị, là quơ quét hết tất cả những hàng hóa ở trong Notre Dame. Mà quý vị biết là Notre Dame là một cái cửa hàng mà thời trang rất là mắc tiền, toàn là đồ đắt tiền không? Không thể nào tưởng tượng được quý ơi, quý vị ơi, không thể nào tưởng tượng được. Chuyện này mình nghĩ là phim còn chưa làm được cái câu chuyện mà, tại vì người ta cũng không nghĩ ra được là có cái chuyện như vậy xảy ra. Mấy chục chiếc xe hơi đậu ở đó và cả gần 80 người tràn xuống cướp và nhảy lên xe chạy đi. Trời ơi, có tính toán trước, giống như là dạng cướp ngân hàng giống như vậy. Nhưng mà cái này họ cướp những cái vật dụng mắc tiền, những cái đồ nữ trang, bóp rồi quần áo đắt tiền. Thật sự không nói tới giờ vẫn còn ngỡ ngàng đó quý vị. Mình không tưởng được là có chuyện vậy xảy ra. Như vậy thì còn an ninh an toàn gì nữa. Chúng ta cũng biết là ở California, mà miền Bắc California, có một cái thời gian cũng biểu tình rất nhiều và cũng kêu gọi defund cảnh sát. Và cái dạo sau này mình thấy bị cướp bóc rất nhiều ở những cái vùng, có những cái vùng mà shopping mà nó hơi trong những cái khu vắng vẻ đó quý vị. Cho nên bây giờ mình thấy mất an ninh quá. Chuyện này cũng rất là nguy hiểm luôn. Thì không lo, không phải nói dùng một cái từ là không tưởng tượng nổi. Phải lặp lại mấy lần luôn là như vậy. Mà Lộc thấy cái chuyện này nó quen quen. Giống như năm vừa rồi đó quý vị. Sau những cái cuộc mà gọi là biểu tình, thì họ lại nhân cái cơ hội đó mà họ lại nổi loạn và họ vào cướp bóc. Mình không biết là có phải như vậy hay không, nhưng mà mình thấy giống như vậy á. Giống như vừa qua thì cũng có một nhóm người nhảy vào một cái tiệm Louis Vuitton quý vị. Và sáu người và đã coi như là lấy sạch đồ Louis Vuitton luôn. Thì cũng trong những cái ngày mà có biểu tình đó thưa quý vị, thì ngày hôm qua Loan Lộc có ngồi quay ở ngoài downtown Arizona ở Tucson đó, thì có quý khán giả lên cũng nói là thấy có vẻ nguy hiểm quá. Nhưng mà thật sự khi mà lúc mà tới ngồi thì không thấy gì, nhưng mà ngồi mà nói chuyện quý vị một lát cứ thấy người này, mình thấy con bộ nó không an ninh. Và trong đầu Hồng Loan nghĩ tới cái vấn đề mà đang có những cái cuộc biểu tình á, thật sự Hồng Loan cũng bắt đầu hơi rung động, lo sợ. Nhưng mà một lát sau thì có những cái xe cảnh sát họ đã đậu dọc ở theo đó. Bởi vì có lẽ là họ thấy có những người lai vãng mà có vẻ không tốt như sao đó, thì cảnh sát đã đến. Cũng hên quá, coi như xách máy đi về thì cũng không dám đi ngang cái đường đó, mình thấy nó đông người quá. Thì hên quá, 5 chiếc xe cảnh sát đậu dài. Lúc đó là mới lo, mới yên tâm mà đi ra ngoài lấy xe. Ngồi vừa quay xong là Long nói liền, rồi nói trời ơi mình ngồi đi quay nguy hiểm quá. Lộc ơi, thôi mai mốt mình đừng có chọn những cái chỗ mà downtown như vậy nữa. Quý vị cũng biết downtown thường là những nơi rất là đẹp, nhưng mà nó khá là phức tạp đó quý vị. Thôi vô đây đi, an toàn hơn. Đây là một cái quán nó cũng yên tĩnh và nó có hàng rào, nó ngăn ngừa cũng đỡ quý vị ha. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu xã hội trị giá 1,75 ngàn tỷ. Dự luật trị giá 1,75 ngàn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden để củng cố mạng lưới an toàn xã hội và chống biến đổi khí hậu đã được Hạ viện thông qua vào cuối tuần vừa qua và đang tiến tới
Thượng viện. Dự luật được Hạ viện biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ là 220-213. Giờ đây, đạo luật xây dựng lại tốt hơn, Build Back Better, đang tới Thượng viện của Mỹ, nơi tôi kỳ vọng sẽ được thông qua càng sớm càng tốt để tôi có thể ký thành luật. Đó là lời của Tổng thống Joe Biden. Dự luật này đã được thu hẹp đáng kể từ kế hoạch ban đầu của bên phía Dân Chủ trị giá 3,5 ngàn tỷ đô la, nhưng vẫn đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim để mở rộng giáo dục, hạ chi phí chăm sóc sức khỏe đối phó với biến đổi khí hậu. Cuộc biểu quyết của Hạ viện diễn ra sau khi văn phòng ngân sách quốc hội ước tính rằng dự luật vừa kể sẽ tăng thâm hụt ngân sách liên bang lên đến 367 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Dự luật này, theo dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng mà Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật trong tuần này, và một gói cứu trợ COVID trị giá 1,9 ngàn tỷ đô la thông qua vào hồi tháng 3. Thì những cái sự mà chi tiêu nó quá nhiều trong một lúc như vậy, thì người ta nói là cái dự luật Build Back Better này sẽ tăng thêm 367 tỷ đô la tiền nợ quốc gia trong vòng 10 năm. Thì theo tường trình của CBO, dự luật sẽ thu hơn 1,2 ngàn tỷ Mỹ Kim dưới hình thức sở thuế của IRS, tăng cường truy thu gian lận thuế, tăng thuế và những khoản doanh thu khác. Nhưng chi tiêu tổng thể cho những ưu tiên xã hội và khí hậu sẽ dẫn đến chi phí ròng và dự báo trang trải giai đoạn từ năm 2022 cho đến 2031. Trong vòng 10 năm, trang trải nổi không ha? Thì hy vọng là trang trải nổi. Chú chó sở hữu ngôi biệt thự trị giá 31,75 triệu và đang rao bán. Gunther 6 là chắc của Gunther 3, thú cưng của nữ bá tước người Đức Carlotta Liebenstein. Khi bà qua đời vào năm 1992, bà đã để lại tài sản của mình cho Gunther III. Do không biết gì về tài chính cho nên Gunther III và thế hệ con cháu của nó có một đội ngũ con người để phục vụ và quản lý tài sản. Điều này để mà bảo đảm cho hậu duệ của Gunther III vẫn có được cuộc sống xa hoa. Cho đến đời Gunther VI thì tổng tài sản của nó đã có được là khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Tài sản của dòng họ chó Gunther đã được dùng để mua một ngôi biệt thự ở Florida. Ngôi biệt thự này từng thuộc sở hữu của nữ ca sĩ Madonna, thưa quý vị. Và giờ đây Gunther 6 đang chuẩn bị bán nó với cái giá là 31,75 triệu đô la. Về mặt kỹ thuật thì ngôi biệt thự chỉ là chỗ nghỉ mát của chú chó này, vì hiện tại là chú đang sống tại ngôi biệt thự chính ở Tuscany. Căn biệt thự rao bán nằm trên cái khu đất rộng khoảng 500 mét vuông, được quản lý bởi vợ chồng Ruthie và Ethan. Chú chó được sống trong phòng ngủ chính cũ của ca sĩ Madonna. Nó ngủ theo đúng nghĩa đen, nhìn quang cảnh thật là tráng lệ, nhất là khi mà đặt chiếc giường riêng từ Ý, là người ta mô tả là chú chó nằm trên cái chiếc giường của cái nữ ca sĩ Madonna, mà chiếc giường đó là nhập từ Ý về luôn. Wow. Đúng là chú nguyên chó cái này, dòng họ được hưởng hả? Sao chú mà chó đẻ một điều rồi chú chó. Trời ơi, tài sản 500 triệu đô la quý vị ơi. Xài sao xài hết. Một cái điều cũng rất là lạ ha. Cái người này qua đời nhưng mà không có con cái gì hết. Thì bà đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho chú chó. Có nhiều người quý vị, họ không có con cái mà họ coi cái con thú của họ, con chú thú cưng của họ giống như là một con người thật sự vậy đó. Coi như là dồn đúng hết rồi, những tình cảm vào cái con đó. Và khi qua đời thì chỉ biết là cho con nó hưởng thôi. Thật sự mình có nuôi chó thì mình biết là mình rất là yêu thương nó. Yêu thương nó, cái tình cảm nó cũng rất là kháng khích đó thưa quý vị. Nhưng mà có một thắc mắc gì không biết làm sao. Tại vì bên Mỹ thì mỗi năm như vậy đóng thuế, thì mỗi năm như vậy họ phải lấy tiền từ đâu để mà không lẽ họ bán tài sản này hả? Thì từ cái tiền vốn đó, những cái đó là có những người quản lý. Thì những người quản lý đó họ sẽ sử dụng xoay chuyển họ sẽ sử dụng dùm. Họ sẽ mua cổ phiếu hoặc là họ làm ăn trên những cái đồng tiền đó. Để mà sanh lợi ra. Chứ đâu phải là cứ bà để vậy rồi cứ lấy xài đâu. Bởi vì cần phải mướn người quản lý là chú chó quá sướng. Nằm phè phởn trên ngủ thôi, vậy mọi người lo hết, chỉ biết ăn ngủ. Nằm trên giường mà còn ngắm nguyên cái cảnh đẹp, thật là đẹp của cái ngôi nhà đó nữa, quá là hạnh phúc. Bởi ta nói làm thú nuôi cũng sướng vậy, đúng không? Quá sướng luôn á, coi như là đẻ bọc đều. Mỹ đã úp mở máy bay không người lái bí mật có thể mang 16 tên lửa Hellfire. Theo nguồn tin từ Breaking Defense,
Trong triển lãm hàng không quốc tế Dubai, tập đoàn General Atomics của Mỹ đang phát triển một mẫu máy bay không người lái mới đầy uy lực. Máy bay không người lái này có thể mang quả lực nhiều hơn đáng kể so với các máy bay không người lái hiện nay trong quân đội của Mỹ, đặc biệt phải kể tới khả năng mang đến 16 tên lửa Hellfire, một hệ thống máy bay không người lái chưa từng thấy từ trước đến nay, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào mùa hè này. Tại bãi thử Desert Horizon của công ty, hai nguồn tin thân cận đã tiết lộ với Breaking Defense. Người phát ngôn của hãng đã từ chối đưa ra bình luận. Máy bay không người lái mới của Mỹ đã có những cải tiến rất là quan trọng khiến cho nó phù hợp để mà hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt. Máy bay không người lái này cần chiều dài chưa tới 250 mét để mà cất cánh và hạ cánh, khiến cho nó có thể hoạt động ở địa hình khó khăn, thậm chí là nó có thể cất cánh từ các hàng không mẫu hạm. Tải trọng tối đa của 16 tên lửa Hellfire mà nó mang gấp đôi tải trọng tối đa của tên lửa Hellfire mà MQ-1C Grey Eagle có thể mang và gấp 4 lần số lượng tên lửa mà MQ-9 Reaper có thể mang. Thiết kế máy bay không người lái này dựa trên phiên bản của MQ-1C Grey Eagle nhưng có cánh dài hơn. Máy bay không người lái mới của Mỹ cũng có hệ thống điện tử và được trang bị các khả năng khác như cất cánh và hạ cánh tự động. Tuy nhiên, một nguồn tin thừa nhận rằng việc trang bị cho máy bay này đầy đủ 16 tên lửa Hellfire sẽ ảnh hưởng tới các khả năng của nó và hệ thống khác của nó. Dù vậy, tập đoàn này tin rằng hạn chế trên sẽ được khắc phục qua khả năng cất cánh nhanh của máy bay trong một cuộc xung đột, cũng như khả năng nhanh chóng phóng tên lửa để từ đó làm giảm tải trọng mà máy bay phải mang, cũng như kéo dài thời gian hoạt động trên không của nó. Nếu nó có thể cất cánh từ bất kỳ nơi nào và nhanh chóng thay đổi tải trọng, thì việc này sẽ thay đổi khả năng chịu đựng của nó. Tên và thiết kế của máy bay không người lái mới vẫn chưa được tiết lộ, nhưng mà General Atomics dự định sẽ công bố hình ảnh và một số đặc điểm của hệ thống này vào cuối năm nay. General Atomics chưa bắt đầu thảo luận với quân đội Mỹ và các khách hàng quốc tế tiềm năng về máy bay không người lái này. Coi như là trang bị những cái, có thể carry được những cái quả tiễn, 16 cái đầu đạn quả tiễn. Coi như là một bước đột phá rất là mạnh. NASA đang tìm cách xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên mặt trăng. Nếu ai đó có ý tưởng hay về cách đưa một nhà máy điện phân hạch hạt nhân lên mặt trăng, thì chính phủ Mỹ sẽ sẵn sàng lắng nghe về nó. Theo hãng tin AP News vào ngày thứ Sáu, NASA và một phòng nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Mỹ đã đưa ra đề nghị mời thầu cho một hệ thống năng lượng hạt nhân mặt đất, Fission Surface Power System, có thể xây dựng trên mặt trăng. Đề nghị trên được đưa ra trong khi mà NASA đang hợp tác với Phòng Thí nghiệm Quốc gia Idaho của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ để thiết lập một nguồn năng lượng không phụ thuộc vào mặt trời dùng cho các sứ mệnh mặt trăng vào cuối thập kỷ này. Sebastian Corpicero, người đứng đầu dự án năng lượng hạt nhân mặt đất tại phòng thí nghiệm cho biết trong một tuyên bố, việc cung cấp một hệ thống năng lượng cao đáng tin cậy trên mặt trăng là một bước quan trọng tiếp theo trong quá trình khám phá không gian của con người và việc đạt được nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Nếu thành công trong việc hỗ trợ sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng, mục tiêu tiếp theo của NASA sẽ là sao hỏa. Tổ chức này cũng cho biết là hệ thống năng lượng hạt nhân mặt đất có thể là nguồn cung cấp điện dồi dào, bền vững bất chấp điều kiện môi trường khắc nghiệt trên mặt trăng hay là sao hỏa. Jim Rotter là phó giám đốc của sứ mệnh công nghệ vũ trụ của NASA cho biết, tôi hy vọng các hệ thống năng lượng hạt nhân mặt đất sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các kế hoạch của chúng tôi về cấu trúc năng lượng cho các sứ mệnh mặt trăng và sao hỏa, thậm chí thúc đẩy sự đổi mới đối với việc sử dụng năng lượng hạt nhân trên mặt đất. Lò phản ứng hạt nhân này sẽ được xây dựng trên trái đất và sau đó được đưa lên mặt trăng. Các kế hoạch đã đệ trình cho hệ thống năng lượng hạt nhân mặt đất nên bao gồm lõi lò phản ứng sử dụng nhiên liệu uranium, hệ thống chuyển đổi năng lượng hạt nhân thành năng lượng có thể sử dụng, hệ thống quản lý nhiệt để giữ cho lò phản ứng mát và hệ thống phân phối cung cấp không dưới 40 kW điện liên tục trong 10 năm trong môi trường ở mặt trăng. Về kích thước, khi phóng từ trái đất lên mặt trăng, hệ thống năng lượng điện hạt nhân này phải nằm gọn trong một hình trụ có đường kính 12 feet, là khoảng 4 mét và dài 18 feet là khoảng 6 mét đó quý vị. Và nó không được nặng hơn 12.200 pound là vào khoảng 6.000 ký. Ngoài ra thì hệ thống năng lượng hạt nhân có đề xuất cũng cần bao gồm khả năng tự tắt
và tự mở mà không cần sự trợ giúp của con người, có thể hoạt động từ boong của tàu đổ bộ mặt trăng và có thể tháo rời khỏi tàu đổ bộ và chạy trên hệ thống di động, có thể vận chuyển đến một địa điểm khác trên mặt trăng để hoạt động. Các đề xuất cho việc thiết kế hệ thống ban đầu phải được gửi trước ngày 19 tháng 2. Và trong quá khứ thì phòng thí nghiệm quốc gia Idaho đã làm việc với NASA trong nhiều dự án khác nhau, và gần đây nhất phòng thí nghiệm đã giúp cung cấp năng lượng cho Perseverance, tàu thăm dò trên sao Hỏa của NASA, bằng một hệ thống năng lượng đồng vị phóng xạ chuyển đổi nhiệt tạo ra từ sự phân rã thiên nhiên của plutonium-238 thành năng lượng điện. Như vậy thì NASA đã lên tiếng yêu cầu những người nào mà có coi như là hiểu biết và có thể phát minh được cái lò hạt nhân di động mà có thể đem từ mặt đất đưa lên mặt trăng và hoạt động để mình tạo ra năng lượng. Thì một họ cái... nói cái hạn cuối cùng là tháng 2 của năm sau để mà có được cái kế hoạch đó, và họ sẽ bắt đầu họ tiến hành, họ xem xét cái kế hoạch nào tốt để mà họ chọn. Ai mà trúng được cái gói thầu này là cũng khỏe luôn. Khỏe là biết sao không? Vì tên tuổi sẽ được coi như là người trên thế giới biết tới, tại vì người đầu tiên đã làm được chuyện này và người đầu tiên đưa hệ thống điện hạt nhân lên mặt trăng để mà cung cấp điện cho các trạm vũ trụ trên đó. Thì có nguồn sống, họ ráng kiếm ra nguồn nước và tạo ra điện, rồi tạo ra đủ thứ hết, muốn tạo ra một cái thành phố trên mặt trăng luôn. Rảnh mình tỉnh chơi không, thay vì mình đi vậy vacation ở trái đất thì đi hết rồi. Nó nổ đi hết rồi. Thì bây giờ mình lên mặt trăng ngắm chị Hằng. Y muốn đi kiếm chị Hằng. Đó giờ nghe đồn chị Hằng đẹp quá mà không biết đẹp cỡ nào, muốn đi ngắm thử phải không? Anh muốn kiếm chú Cụi nữa. Quan chức truyền thông của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đã đồng loạt từ chức. Một quan chức truyền thông Tòa Bạch Ốc khác vừa thông báo sẽ từ chức trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục giảm. Emma Reilly là một quan chức truyền thông Tòa Bạch Ốc cho biết trong bài đăng trên Twitter rằng cô sẽ từ bỏ chức vụ ở cánh tay để theo đuổi sự nghiệp ở Bộ Lao động. Lý do từ chức không được Reilly cho biết. Tuy nhiên, cô cho biết là công việc mới của mình có liên quan đến kế hoạch tái thiết nước Mỹ của ông Joe Biden. Việc quan chức truyền thông của cánh tay từ chức thu hút sự chú ý của báo giới sau khi Ashley Eaton là giám đốc truyền thông của Phó Tổng thống Kamala Harris ở cánh đông tuyên bố sẽ rời nhiệm sở vào tháng 12, chưa đầy một năm sau khi đảm nhiệm chức vụ này. Sự ra đi của hai quan chức truyền thông xảy ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris giảm vài tháng liên tiếp, thấp hơn so với thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ. Theo các cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm từ 46% của tháng trước xuống còn 44% khi dịch COVID-19 ở Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp và tỷ lệ chích ngừa cũng còn rất thấp. Trong khi đó, thì tỷ lệ ủng hộ của Phó Tổng thống Kamala Harris đã chạm mức là 41% vào tháng 11, theo kết quả thăm dò của Real Clear Politics. Báo Sputnik cũng cho biết là một trong những lý do chính mà khiến cho Phó Tổng thống Kamala Harris không duy trì được tỷ lệ ủng hộ cho bà là vì là bà không có giải quyết được cái cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới phía Nam mà Tổng thống Joe Biden đã giao phó cho bà. Hãng hàng không lớn thứ hai của Iran đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng. Mahan Air là hãng hàng không của Iran đã bị tấn công vào ngày 21 tháng 11. Trong thông báo, Mahan Air cho biết hệ thống máy tính của hãng một lần nữa phải hứng chịu tấn công mạng. Trước đó thì họ đã nhiều lần bị tin tặc ghé thăm do hãng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành hàng không của Iran. Thông báo cho hay tất cả các chuyến bay của Mahan Air vẫn diễn ra đúng lịch trình, nhưng trang web của hãng đã tạm ngừng hoạt động. Theo người phát ngôn của Mahan Air, Amir Hossein Zolavari, lực lượng an ninh mạng của hãng đang nỗ lực để khắc phục sự việc này. Mahan Air là hãng hàng không tư nhân có trụ sở ở thủ đô Tehran của Iran và là hãng hàng không lớn thứ hai của nước này sau hãng hàng không quốc gia là Iran Air. Mahan Air nằm trong danh sách các công ty Iran bị Mỹ áp đặt trừng phạt kể từ năm 2011. Ngoài các chặng bay ở trong nước, thì hãng hàng không này còn khai thác các điểm đến là châu Âu và châu Á. Bây giờ họ đánh luôn qua bên đây luôn. Hãng nào mà lớn nhất là họ cứ đánh những cái tin tặc đó quý vị. Thì cứ nơi nào mà họ thấy họ đánh và người ta phải bỏ tiền chuộc để người ta phải lấy lại tức thì, coi như người ta rất là cần cái sự hoạt động. Đúng thì rồi.
cứ đánh thôi để mà mong lấy tiền chuộc dễ dàng hơn. Taliban yêu cầu ngừng phát sóng các chương trình có diễn viên nữ. Không chỉ yêu cầu các kênh truyền hình Afghanistan ngừng phát sóng những bộ phim tâm lý và vở kịch có diễn viên nữ, Taliban còn yêu cầu các phóng viên nữ mang khăn trùm đầu trong lúc đưa tin. Theo AFP, nhà chức trách Taliban tại Afghanistan vào ngày 21 tháng 11 đã ban hành chỉ thị tôn giáo mới, trong đó yêu cầu các kênh truyền hình của quốc gia Tây Nam Á ngừng phát sóng những bộ phim tâm lý và vở kịch có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nữ. Trong chỉ thị đầu tiên đối với truyền thông Afghanistan được Bộ Khuyến khích Đức hạnh và Phòng ngừa thối xấu ban hành, Taliban yêu cầu các phóng viên truyền hình nữ mang khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo trong lúc đưa tin. Ngoài ra, bộ này cũng yêu cầu các kênh truyền hình không phát sóng những bộ phim hoặc chương trình có cảnh quay nhà tiên tri Mohammed hoặc các nhân vật tôn kính khác, đồng thời kêu gọi cấm phát sóng những bộ phim hoặc chương trình chống lại các giá trị đạo Hồi và Afghanistan. Người phát ngôn của bộ Hakif Mohahir nêu rõ, những nội dung này không phải là các điều luật mà là một chỉ thị tôn giáo. Chỉ thị mới của Taliban đã được lưu hành rộng rãi vào cuối ngày 21 tháng 11 và trên các mạng lưới truyền thông xã hội ở Afghanistan. Xong. Coi như là họ áp đặt lại giống như là thời cũ vậy đó. Coi như là trọng nam khinh nữ là cái chuyện đương nhiên ở bên phía của Afghanistan hiện tại bây giờ rồi. Lúc mới đầu thì họ nói là họ sẽ cho những người phụ nữ vào trong chính quyền làm việc rồi coi như là sự công bằng, công bằng giữa nam nữ và không có áp đặt những cái lệnh gọi là lệnh về tôn giáo. Bây giờ họ lấy cái tôn giáo để mà họ ra là thành cái luật luôn. Họ nói là tôn giáo của phía Afghanistan thì phụ nữ đi ra ngoài không được để mở mặt ra, phải trùm mặt đầy hết, trừ hai con mắt thấy đường thôi. Coi như là bây giờ lên truyền hình thì cũng phải trùm vậy luôn. Và cái điều lạ là không cho chiếu bất kỳ bộ phim tâm lý xã hội mà cái gì mà có hình ảnh phụ nữ ở trên TV là không được. Vậy mấy ổng coi vẫn gì? Ổng coi đàn ông nóng không hả? Có phim nào mà đàn ông nóng không không trời? Có. Phim gì? Phim đàn ông. Có những cái phim mà nhà tù đó, nhà tù mình là tù nam đó. Thường là đàn ông không mà không thấy một phụ nữ nào hết. Coi phim nhà tù đi. Mấy phim đó còn thấy ghê, còn dữ dội hơn mấy phim tâm lý xã hội nữa. Rồi nhất là như quý vị biết, ngồi đọc tin mà không có cho thấy mặt đó, chỉ thấy con mắt thôi. Vì đâu có cần phải mời những cái diễn viên, những cái người MC nổi tiếng. Không có biết mình là ai. Chỉ cần lip sync thôi. Giọng của ai đọc mình ngồi trước. Đàn ông giả cũng được nữa. Lấy cái hình nộm lên xong rồi che lại cũng được. Thì đó, không cần thiết xuất hiện trên màn hình. Chỉ xuất hiện đôi mắt mà thôi. Nó đùa giỡn tí xíu thôi nha quý vị ơi. Một vlogger của Trung Quốc đã bị quán ăn buffet cấm cửa vì ăn quá nhiều. Trong lần đầu tiên tới nhà hàng thì anh Khang cho biết là anh ăn hết 1,4kg chân giò và khoảng 3-4kg tôm ở bữa tiếp theo. Trả lời kênh truyền hình địa phương thì người đàn ông họ Khang này nói rằng nhà hàng Handadi Seafood Barbecue Buffet ở thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam cấm anh tới quán sau vài lần anh phát sóng trực tiếp mukbang tại đây. BBC đã đưa tin trong lần đầu tiên tới nhà hàng thì anh ăn 1,4kg và lần sau thì anh tới anh ăn 3-4kg tôm. Người đàn ông này đã cáo buộc nhà hàng là phân biệt đối xử đối với những người ăn nhiều như anh. Anh nói là chẳng lẽ ăn nhiều là cái tội. Nói với lại People Daily thì chủ nhà hàng cho biết là anh Khang ăn quá nhiều. Mỗi lần thực khách này ghé thăm nhà hàng tổn thất tới vài trăm nhân dân tệ. Khang có thể uống hết 20 cho tới 30 chai sữa đậu nành và anh ta ăn cả khay chân giò. Còn đối với món tôm thì trong khi các khách khác gấp từng con để thưởng thức, anh ta bê cả khay về bàn của mình. Chủ nhà hàng đã nói như vậy. Do đó thì quán đã cấm cái người làm vlog này nè đến để mà ăn tiếp tục. Và sự thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội qua Weibo, nhiều người đã bênh vực cho anh Khang, cho rằng là nhà hàng không nên kinh doanh. Nếu mà sợ khách hàng ăn như vậy thì đừng có kinh doanh. Người ta sợ kinh doanh ăn bao bụng chi, đúng không? Cũng đúng. Và nhà hàng không hoàn tiền lại cho những người ăn ít thì tại sao lại cấm những người ăn nhiều? Đó là một cái lời bình luận của một người đã hưởng ứng. Và có một số những người khác thì họ bày tỏ là họ cảm thông với lại chủ nhà hàng và trách móc anh Khang đã lợi dụng cái nhà hàng buffet để mà hoạt động livestream của mình. Vào ngày 29 tháng 4 thì Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã chính thức thông qua luật
chống lãng phí thực phẩm. Các nhà kiểm duyệt cũng gỡ bỏ những video mukbang trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Điều này đã đặt dấu chấm hết đối với trào lưu ăn thùng uống vại tại đất nước này. Theo kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin thì nước này đã lãng phí khoảng 35 triệu tấn lương thực mỗi năm. Còn theo Chen Shaofen là nhà nghiên cứu chiến lược phát triển bền vững Học viện Khoa học Trung Quốc, thì đất nước này tạo ra gần 1/3 lượng rác thải thực phẩm trên thế giới, tương đương khoảng 135 triệu tấn một năm. Cái mà mukbang này có nghĩa là họ ăn rất là nhiều, coi như là họ ăn mà thấy mà mình ăn mà mình nhìn mà thấy khủng khiếp luôn á. Thì cái anh này ảnh không có mua về ảnh quay, người ta thì người ta có cái studio, người ta mua về người ta quay trong nhà người ta ăn, còn ảnh lợi dụng cái tiệm ăn buffet của người ta và ảnh đem đồ ăn để mà ảnh quay mà ảnh ăn cho thỏa thích vậy. Thì cái gì nó cũng có hai mặt hết, thì ăn bao bụng thì quý vị biết là mỗi người ăn đâu có nhiều đâu, thì ví dụ như một người bình thường thì họ ăn nó tương đối thôi, còn anh này anh gấp chừng khoảng 10 người ta thôi, uống gì rồi mà 20-30 chai sữa đậu nành, trời uống nhiều cái gì. Thì bởi vì anh nói cái vụ mà anh ăn nhiều, anh bị người ta cấm không cho anh vô, nhưng mà nó không nói cái vụ anh uống nhiều. Đúng rồi, anh uống quá. Khủng khiếp nữa. Uống quá đi, rồi ăn quá trời luôn, ăn như hạm. Cái anh này thiệt đúng là tính quá kỹ luôn á. Thì trả cái số tiền có nhiêu đó, và cứ mỗi lần là anh vô anh ăn một món, quý vị. Thường thì họ ăn một món, họ bày đây trên cái bàn vậy đó, rồi họ ngồi họ cứ ăn. Và khán giả xem, và họ được lãnh tiền. Anh tính quá nhiều. Thì người ta nói cũng đúng là nếu như mình đã làm buffet thì khách vào ăn thì mình không có được, cấm không cho khách vô, không có kỳ thị được. Tại vì cũng có những người vô ăn chừng chén súp, hai ba chén gì là xong rồi. Nhiều khi tốn tiền lắm nhưng mà cũng phải chịu thôi, tại mình đi ăn buffet mà. Cái anh này anh cho anh qua bên Mỹ mà ăn phở bao bụng đó, cái tô phở mà xe lửa đó, đại cuộc nó vừa một cái thao vậy nè quý vị, không ăn hết nổi đó. Sao không đủ cho anh à? cái tô đó quý vị là nếu mà ăn hết á, thì là mình không tốn tiền, còn nếu mà mình ăn không hết mình phải trả tiền cái tô đó, mà tô đó mắc lắm á. nói thôi chứ lập chưa có thấy tô đó bao giờ, thấy trên cái đồn đó. Đâu dám ăn. Ăn bị sợ ốm, bà làm tôi như heo. Ăn biết đó. Hai con tin trong nhóm truyền giáo bị bắt cóc ở Haiti đã được thả. Tin từ Port-au-Prince ở Haiti, hai trong số 17 thành viên của nhóm truyền giáo bị bắt cóc hơn một tháng trước đây đã được thả tại Haiti và được an toàn. Tinh thần ổn định và được chăm sóc, theo thông báo của tổ chức này, có trụ sở đặt tại Ohio vào ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 11. Bản tin của AP nói rằng tổ chức Christian Aid Ministries đã đưa ra bản thông cáo cho biết không thể tiết lộ tên người được thả, lý do vì sao họ được thả hay là các chi tiết khác. Tổ chức này cho hay, tuy chúng tôi vui mừng về việc thả người này, chúng tôi vẫn lo ngại về 15 người còn đang bị cầm giữ. Nhóm truyền giáo này bị băng tội phạm có tên 400 Mawuzu bắt cóc vào ngày 16 tháng 10. Trong nhóm có 5 trẻ vị thành niên, có trẻ chỉ mới 8 tháng tuổi, gồm 16 công dân Mỹ và 1 công dân Canada. Theo một tổ chức thiện nguyện địa phương, thì người tài xế Haiti của nhóm này cũng đã bị bắt cóc. Kẻ lãnh đạo băng 400 mà Wuzu đã đe dọa sẽ giết các con tin nếu như các đòi hỏi của y không được đáp ứng. Giới hữu trách nói rằng nhóm này đòi 1 triệu cho mỗi người, 1 triệu đô la cho mỗi người, thưa quý vị, dù chưa biết đây có gồm cả các trẻ vị hành niên hay là không. Việc thả hai con tin diễn ra trong lúc Haiti đang phải đối phó với tình trạng gia tăng bạo động băng đảng, bắt cóc đòi tiền chuộc. Chính phủ Mỹ mới đây kêu gọi công dân Mỹ hãy rời khỏi Haiti do tình hình an ninh nơi đây ngày càng suy sụp. Cái việc hai người này là được thả ra đó quý vị, mình cũng không biết là bên trong như thế nào. Có thể thôi, mình suy đoán là có thể là họ trả tiền chuộc để mà hai người này ra. Tại bên kia người ta không có nói ra lý do, không nói lý do mà tự nhiên cái bên nhóm tội phạm này thả người. Hơn một tháng trời những người này bị bắt, ngay cả những trẻ em, những đứa bé nữa, mình thấy rất là... Có đứa mấy tháng tuổi. Sao, ha? Thì họ đòi là tính ra là thành mười mấy triệu đô la đó, mà bây giờ họ mới thả có hai người thôi. Mình cũng chờ thời gian để xem như thế nào, mà mình thấy hai bên nói chuyện với nhau sao để cho những người này được về sớm chứ.
Từ Việt Nam, đoàn du khách quốc tế với giấy thông hành vaccine đầu tiên đến Phú Quốc. Đúng 12 giờ của ngày 20 tháng 11, chuyến bay của hãng hàng không Vietjet đã đưa hơn 200 du khách của Đại Hàn đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể Một Điểm Đến Mọi Nhu Cầu ở Phú Quốc đã chính thức hạ cánh. Đây là đoàn khách quốc tế theo chương trình giấy thông hành vaccine đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam đến sau mà cái giai đoạn gần 2 năm đóng băng do Covid-19, thưa quý vị. Thì toàn bộ cuộc hành trình của đoàn do Vinpearl phối hợp cùng với đối tác là bên phía Đại Hàn, đó là công ty du lịch Marketing Highland và hãng hàng không Vietjet đã làm nên cái tour du lịch này. Thì trước đây mình cũng có nghe là có những cái lời kêu kiến nghị là được mở ra để cho khách du lịch đến. Thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam đã có một cái chuyến đầu tiên là đến đây ở trong vòng 4 ngày đó quý vị. Nhưng mà họ được sinh hoạt trong vòng hết tất cả những cái khu như vậy. Và họ đến nơi thì họ cần phải xét nghiệm Covid-19 trước khi họ được đến nghỉ dưỡng ở cái khu vực xung quanh, trước khi họ được bước ra khỏi phòng. Thì song song với cái việc này thì bên phía ở Sài Gòn cũng có một cái kiến nghị là sau những cái đợt mà khách du lịch đến như vậy rồi đó, thì những người mà đã có giấy thông hành vaccine khi mà về đến Sài Gòn thì sẽ không cách ly 7 ngày giống như là hiện nay. Đó là một cái điều cũng khá là một cái bước tiến rất là mạnh. Thì mình cũng hy vọng là du lịch bên Việt Nam cũng trở lại, và cũng như là những cái người con cháu muốn về thăm gia đình, thăm cha, thăm mẹ, thăm ông, thăm bà thì có một cái hướng để mà mọi người có thể về dễ dàng hơn. Quý vị cũng biết là ở bên đây thì phải đi làm, cái ngày nghỉ không có được nhiều, cho nên khi mà về mà phải cách ly cái thời gian 7 ngày như vậy, có nhiều người họ về được có 2 tuần quý vị, mà cách ly hết 7 ngày thì không còn thời gian bao nhiêu với gia đình, mà khi mỗi lần về như vậy là phải tốn tiền này, tiền kia, tiền nọ, đủ rất là nhiều thứ tiền. Thì khi mình về mình không đi làm là mình không có lương, nhà cửa, tất cả mọi thứ bên đây mình đều phải trả tiền. Nhưng mà mình về đó rồi thì mình phải cách ly 7 ngày trong khi mình mong ước được gặp gia đình. Thì mình hy vọng là giảm cái ngày mà cách ly như vậy thì dễ dàng cho bà con về thăm gia đình nhiều hơn. Thùy Tiên và nhiều thí sinh bị ngộ độc trước vòng thi bikini tại Miss Grand International 2021. Thông tin về Nguyễn Thúc Thùy Tiên là đại diện cho Việt Nam tại Miss Grand International 2021 và một số thí sinh đã bị ngộ độc trước cái cuộc thi bikini khiến cho nhiều người rất là lo lắng. Trong cái cuộc thi chuẩn bị thi mà không biết vì sao các cô lại bị ngộ độc thức ăn. Vào sáng ngày 21 tháng 11, đó, thưa quý vị, thì một số diễn đàn hoa hậu ở Việt Nam đã đưa cái thông tin này lên, cũng như Thùy Tiên và rất là nhiều các cô cùng đi thi hoa hậu chung cũng đã bị ngộ độc thực phẩm ở trong cái cuộc thi này. Thì cái ngộ độc thực phẩm này đã khiến cho các cô bị mất nước, bị mệt mỏi và đi lại rất là khó khăn. Tất cả mọi người rất là lo lắng, nhưng mà không, rất là may mắn là Thùy Tiên đã trở lại và sức khỏe đã ổn định. Thì nhìn thấy những cái hình ảnh của cái cuộc thi bikini sau đó đó thì mình thấy cô cũng rất là khỏe khoắn và đã có những cái bức ảnh rất là hot. Thì được biết là Miss Grand International 2021 đang bước vào giai đoạn gai cấn. Thì năm nay cuộc thi đã quy tụ 61 đại diện đến từ nhiều quốc gia lãnh thổ. Đại diện của Việt Nam là cô Thùy Tiên. Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998. Cô đã lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam của năm 2018. Người đẹp nhân ái. Mỹ nhân này đã sở hữu một cái thân hình với chiều cao 1m7 với số đo 3 vòng là 83, 62 và 92. Cô từng học khoa Pháp văn của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn trước khi đại diện Việt Nam đi dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021, thì cô cũng đã từng tham gia cuộc thi qua. Cô cũng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2018. Ok. Tình chính đã hết. Về tới phần tình phụ. Tình phụ tình gì đây? Thì có một người sinh viên toán học đi thi thì trả lời câu hỏi nào cũng sai hết. Cuối cùng cô giáo mới muốn cho gỡ gạc lại thì nói, cô giáo mới nói là bây giờ tôi cho anh một cái câu rất là đơn giản để mà anh có thể đậu được. Anh hãy đếm trong cái phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn. Thì cái cậu này mới ló lên nhìn và đếm.
Dạ thưa cô, 4 cái. Cái cô giáo bắt đầu rút ra trong một cái học bàn một cái bóng đèn nữa, cô để lên. Cô nói em đếm sai, cái này nữa là 5. Đến kỳ thi kế tiếp thì cũng vậy, hỏi câu nào cũng sai hết. Cô mới dùng lại chiêu cũ, cô nói là thôi bây giờ câu cuối cùng, tôi cho anh cơ hội, anh thử đếm cho tất cả trong phòng này bao nhiêu bóng đèn. Thì lúc này đó, anh này tự tin trả lời, dạ thưa cô, 5 cái bóng đèn. Cái cô nói, em là đếm sai nữa rồi, hôm nay tôi không có đem bóng đèn nào hết, nên chỉ có 4 cái thôi. Thì anh này mới móc tay trong túi quần ra một cái bóng đèn và nói, cô ơi, cô không đem nhưng mà em có đem. Đây 5 cái bóng đèn. Đây là 5 cái bóng đèn, em trả lời đúng mà cô. Thì bao nhiêu đợt mới thấy thông minh. Không mà thông minh, có tính quả toán. Thông minh à, tính toán trước. Thì nếu như mà cô lại móc trong học bàn thì ảnh khỏi cần phải lấy cái bóng đèn ra. Ừ. Quả thông minh. Thông minh ha, mà sao không toán dở. Ok, ngày hôm nay là Bà Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ những chương trình của Loan và Lộc. Xin chào tạm biệt quý vị. Và hôm nay với lại ngày mai thì Loan Lộc cũng chưa có về studio, cho nên tạm thời cũng bụi đời ngoài đường, quý vị thông cảm ha. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.